Xin chào các thầy cô và các bạn. Tôi tên là Phạm Văn Minh, là cán bộ của trường Đại học Khoa học Xã hội, và Nhân văn ở Hà Nội. Hiện nay tôi đang là sinh viên năm thứ nhất, tôi đang làm chương trình nghiên cứu sinh chuyên ngành quan hệ quốc tế tại trường Đại học Nam Úc ở Nam Australia. Và tôi đang giới thiệu với các bạn về cái campus ở McGill. Ở trường Đại học Nam Úc có bốn cái campus chính, nhưng mà đây là một cái campus mà tôi đang học tập và là một cái campus rất là đẹp. Và cái môi trường ở đây thì rất là tuyệt vời, cây cối xanh, các thầy cô và các cán bộ ở đây rất là thân thiện và luôn luôn giúp đỡ. Qua gần một năm học tập ở đây thì tôi thấy môi trường đây thật là tuyệt vời. Và hôm nay tôi và đồng nghiệp của tôi là thầy Trần Văn Kham sẽ giới thiệu với các bạn về cái địa điểm mà chúng tôi đang học hiện nay. Xin chào thầy cô và các bạn, tôi là Trần Văn Kham, hiện đang là sinh viên năm cuối của chương trình nghiên cứu về chính sách xã hội và công tác xã hội tại Đại học Nam Úc. Tôi đến đây, tôi đang đứng ở trên McGill Campus, là một trong những cái nơi học rất là lý tưởng cho học cho sinh viên ở đây, đặc biệt là sinh viên nghiên cứu. Và tôi cùng với thầy Phạm Văn Minh sẽ cùng giới thiệu với các bạn về cái nơi học của chúng tôi hiện nay đây. Tôi bắt đầu chương trình học tại UniSA, tức là Đại học Nam Úc, bằng một cái chương trình rất là hay, đó là nhập môn hỗ trợ nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế, kéo dài một tháng. Và vai trò của cái hoạt động đó là của trung tâm Teaching and Learning Unit, rất là khác biệt với các trường đại học Việt Nam. Thì đây là một bộ phận đã hỗ trợ cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế, rất là nhiều trong những vấn đề về học tập. Họ tổ chức tất cả rất nhiều những cái hoạt động nghiên cứu, cũng như là những cái hội thảo hoặc là những tọa đàm trực tuyến hoặc là trực tiếp để giúp cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Không chỉ những như vậy mà những cái vấn đề về gia đình hay là những vấn đề của cá nhân thì trung tâm đều có những hoạt động tham vấn và tư vấn hỗ trợ. Và đây là một trung tâm rất là hiệu quả trong cái chuyện giúp đỡ sinh viên trong cái quá trình học tập ở một môi trường mới. Hệ thống thư viện của trường Đại học Nam Úc thì rất là tuyệt vời, bởi vì ở đây các bạn có thể có hàng triệu các cái cuốn sách và các cái tài liệu khác. Thậm chí là có những cái tài liệu mà không có ở trong thư viện thì các bạn có thể yêu cầu thư viện mượn từ các trường đại học khác hay các cái campus khác của nhà trường. Và với tư cách là một nghiên cứu sinh thì chúng tôi được ưu tiên là vì có thể sẽ yêu cầu thư viện mua những cái loại sách mà người ta đã xuất bản ở trên thế giới hiện nay. Và điều đặc biệt nữa là với tư cách là một nghiên cứu sinh thì chúng tôi cũng được cung cấp những cái trang thiết bị để làm việc riêng, ví dụ như là có một cái office với đầy đủ với cái máy tính, máy in và hệ thống internet để làm việc rất là tuyệt vời. Với những sinh viên quốc tế thì trường cũng có những cái hoạt động hỗ trợ rất là nhiều, ví dụ như là những hoạt động về cái nhóm viết, tức là writer circle cho những sinh viên quốc tế. Thì các bạn có thể đến đó để gặp những cái chuyên gia về viết, có thể các bạn gửi những cái một trang hoặc hai trang những cái bài viết của mình để có thể là cùng chia sẻ những cái cách viết từ những chuyên gia và những cái sinh viên quốc tế khác. Không chỉ những vậy thì những cái hoạt động mà của trường cũng rất là hiệu quả trong cái giúp sinh viên quốc tế trong việc học tiếng Anh. Đặc biệt là trường có một trung tâm UniSA, tức là trung tâm giảng dạy tiếng Anh, giúp cho sinh viên quốc tế rất nhiều trong cái học tiếng Anh. Đối với những sinh viên quốc tế mà cái chuẩn tiếng Anh đầu vào mà chưa đạt hiệu quả, chưa đạt được đủ điểm IELTS theo đúng yêu cầu thì có những cái khóa học chuyển đổi. Sinh viên không nhất thiết phải thi IELTS, chỉ cần học khóa học đó và được chuyển tiếp vào học chính thức, vào cái chương trình chính thức của mình. Tôi nghĩ rằng đấy là một trong những cái hướng đi rất là hay mà giúp cho sinh viên quốc tế rất là nhiều. Bên cạnh hệ thống thư viện thì cũng có một hệ thống các cái phòng máy tính để cho tất cả các sinh viên có thể làm việc trên các máy tính. Khi bạn là sinh viên thì bạn có một cái account sinh viên, và với cái account đó và cái mật khẩu thì các bạn có thể truy cập được tất cả các cái máy tính trong các cái phòng máy tính để vào internet, để truy cập email hoặc là đọc tài liệu. Và cái hệ thống phòng này thì có ở khắp các cái khu giảng đường, vì vậy mà các bạn có thể rất là tiện lợi khi mà đi học rồi ghé vào thăm các cái phòng máy tính. Một lý do khác mà mọi người hỏi tại sao tôi chọn LA là địa điểm đi du học, vì cuộc sống ở đây có thể rất dễ chịu so với các thành phố lớn khác ở Úc. Như chúng ta đang đứng ở Central Market, đây là một trong những địa điểm mà du học sinh cũng như là người dân ở đây hay đến để mua sắm những cái đồ dùng cho xe hoặc cá nhân của mình, vì ở đây giá cả có lẽ là rất là rẻ. Và đằng sau chúng tôi đây là một cái siêu thị của người Việt.
thì tất cả những cái đồ dùng cuộc sống của người Việt thì chúng ta đều có thể tìm thấy ở đây. Ngay cả những cái đồ dùng rất là khó tìm ở Việt Nam mà vẫn có thể tìm được ở đây. Thì tôi nghĩ rằng là cái giá cả và cái mức sống ở đây rất là phù hợp. Nhất là chúng ta có thể mua những cái hoa quả hay là gạo hoặc là tất cả các đồ ăn thức uống người Việt ở đây rất là dễ dàng. Và không làm cho thấy tôi rằng là tôi đang sống xa ở Việt Nam mà thấy rằng là vẫn như đang sống ở Việt Nam với những cái món ăn Việt hàng ngày. Một điều cuối cùng nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy là cái việc đi lại ở trong thành phố LA rất là thuận tiện, bởi vì đối với sinh viên ấy, thì các bạn chỉ cần mua cái vé xe buýt như tôi đang cầm trên tay này và chúng ta có thể lên xe buýt đi từ cái khu học ở trường McGill và trung tâm của thành phố, và cái khoảng cách nó chỉ có khoảng 10 đến 15 phút đi xe bus thôi, và xe bus thì chạy khoảng 15 phút một chuyến. Vì vậy mà chúng ta cứ khi nào muốn đi lại giữa chỗ khu học và khu thành phố thì rất là thuận tiện. Và ở phía sau lưng tôi các bạn nhìn thấy là có cái tàu điện ấy, thì tàu điện mà đi ở trong thành phố là nó free, tức là miễn phí cho tất cả mọi người và sinh viên có thể đi lại. Và việc đi lại dễ dàng, bạn có thể tham quan thành phố. Và do tất cả những cái điều kiện mà chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn thì tôi cho rằng là cái LA là một thành phố, là một cái nơi mà lựa chọn tốt nhất cho các bạn khi các bạn quyết định đi du học ở nước Úc. Có rất nhiều người hỏi tôi là tại sao tôi chọn Đại học Nam Úc để mà nghiên cứu. Vì qua quá trình mà trước khi tôi nộp đơn vào đây, tôi đã tìm hiểu một số trường thì thấy rằng là trường có một cái hệ thống những cái chuẩn mực rất là rõ ràng từ đầu vào đến chuẩn ra. Đặc biệt là đối với những sinh viên nghiên cứu thì có 7 cái chuẩn mực để mà xác định cho sinh viên sẽ ra trường sẽ đạt những chuẩn mực như vậy. Và tôi thấy rất là rõ ràng từ cái mục tiêu của cái chương trình đào tạo đến các chuẩn mực như vậy. Và trong cái quá trình mà gần 4 năm học ở đây thì tất cả những hoạt động hàng năm của tôi thì đều phải đi theo 7 cái chuẩn mực đó. Và mỗi một năm thì nhà trường đều có những đánh giá để mà xem xét lại cái quá trình của tôi đã đạt được như thế nào. Thì tôi thấy rằng là cái quá trình đào tạo ở đây nó rất rõ ràng, và chính vì như vậy trong những năm qua thì Đại học Nam Úc đã đạt những cái chuẩn mực rất là tốt trên các bảng xếp hạng của quốc tế cũng như là ở Úc. Năm vừa rồi thì Đại học Nam Úc đã được nhảy 25 bậc trên bảng xếp hạng của quốc tế, và hiện đang là trường đại học trong 11 trường đại học, là trường đại học thứ 11 của Úc. Thì tôi thấy rằng là qua quá trình vừa rồi tôi chọn Đại học Nam Úc để mà cái là môi trường học tập nghiên cứu của tôi, là tôi rất tự hào và tôi thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn của tôi.